Chào mừng em đã quay trở lại với thế giới Monster Legend. Và mình là Thanh Easy đây. Thì nếu anh em đã thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ với giúp mình, comment những ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Thì chúng ta sẽ xem có cái event gì mới không. Cái VIP sale này cũng không có gì cả. Vẫn là cái hòm thôi. Nemesis Iceland Boot. Cái này nó sẽ tăng cho anh em là gấp đôi lượng chiến đấu này, hoặc là thức ăn, hoặc là breeding, hoặc là chiến đấu các kiểu đây. Vàng viết để sự kiện cái Gang of Master ấy, để hoàn thành cho nhanh hơn thôi. Rồi thì chúng ta sẽ xem có con gì được không. Không có gì cả. Sự kiện Gang of Master thì sẽ sắp kết thúc rồi. Nó chỉ còn 21 tiếng sẽ kết thúc rồi. Chúng ta phải làm nhanh thôi nhờ. Chúng ta sẽ đi thu thập gold trước này. Đến ngày mai nó sẽ kết thúc ngay cái sự kiện này. Mình sẽ đi lấy vàng cái. Đấy, được 3 cái rồi kìa. Khá ngon. Mình sẽ đi lấy hết vàng ở chỗ này nha. 30.000 đúng không? Mới có 3 cái nhỉ? Không được thêm ta. Đấy, 2 cái là 5 rồi. 5 vàng này. Và không biết có được gấp đôi không? Để xem nào. Hình như là hết rồi phải. Không biết còn không nữa đây. Mình đang cố gắng lấy nhiều vàng một chút. Đấy, thêm 3 cái kìa, ngon. Hoàn toàn là ta có thể là hoàn thành xong cái nhiệm vụ đấy. Chắc chắn là mình sẽ tốn một ít game rồi. Nhưng mà mình sẽ muốn giảm thiểu tối đa cái lượng game mất đi. Chúng ta trồng cái cây này cái này, lấy thêm vàng ở đây. Đây, sau đó cho mấy con này ăn thôi. Cấp 30 à? Cấp 10 này. Có một con cấp 1 này, cho nó ăn luôn này. Hiện tại đang là bao nhiêu nhỉ? Cái Gang of Smunter ấy. Cái này nó đang là 26 trên 36. Còn 43 game này, giảm xuống ngon quá, tuyệt vời đấy. Chắc mình tốn khoảng 20 game gì đó để lấy con đấy thôi. Rồi kệ, cấp 10 luôn, cho cấp 10 luôn. Cái này nó không hiện cái chỉ số ở đây nên nó rất khó là đếm nha. Không biết là đến lúc nào thì nó sẽ đầy. Đây, cấp 10 rồi đây. Chúng ta cho nó lên cấp 10. Và quay trở ra nào. Ở đây thì xem nào. Sẽ được 30 trên 36 rồi. Còn thiếu 6 cái thôi. Nó giảm xuống còn có 36 game này anh em. Ngon. Chúng ta sẽ breeding cũng như là hatching cái này ra. Đầu tiên là cái quả trứng của con nhiều con ninja ấy. Ok, nó sẽ cần nature hoặc là kim loại. Nature. Mình có cái nature ở đây, mình sẽ bỏ cái con này đi nhỉ. Bỏ này đi thôi. Bán thôi nhỉ. Cấp 15 à? Cấp 15 mà bỏ đi hơi phí. Ok, nó sẽ chuyển nó đi được không? Chuyển được. Ngay thế nhỉ. Rồi. Và mình cho này vào luôn nha. Upload. Rồi ok. Cho có được 2 cái không? Không thấy được nhỉ. Đây là hai con, đây là con mới của Sam Roku này. Vấn đề là trong này nó không được là sao ta? Vẫn là 4 trên 9 này. Hatching mà, có nghĩa là nở trứng đấy. Rồi không được thì ra sẽ breeding. Có cái nào đang xong chưa? Ok, không biết cái được không ta? Không được à? Đen đủi thế nhở? Thế quái là không được ta? Đen vãi luôn. Thì mình thử quả này luôn để xem này được không. Nó cần là file hoặc là hệ đất à? Ok, chúng ta sẽ có cái chuồng hệ file ở đâu nhỉ? Ở trên này đúng không? Chuồng hệ file thì đang là mắc rồi. Phải nâng cấp cái chuồng hệ file lên này. Upgrade mất 2.000. Rồi thì trong này thì mình sẽ còn chúng ta sẽ có thể là 36 game nữa thì lấy được con Legendary mới này. Mình sẽ cho một con ăn nữa nhỉ? Cho cái con cho con nào ăn đây? Cái này ta sẽ có. Phía dưới này nó sẽ có con mới là cái con đâu nhỉ? Nó ở phần nature đúng không? Đây đây, à không phải. Cho này ăn cũng được. Con này là cấp 1. Con này là một con đại bàng lai. Con đại bàng có gọi là lai với thực vật ấy. Lai với cây ấy. Đấy, đại bàng cây. Con reflex. Reflex cho học cái chiêu này cái nè. Cho lên cấp 10 luôn. Cấp 10 luôn, đấy. Chúng ta cho lên cấp 10 rồi. Và sẽ kiểm tra một chút về cái tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Vẫn là 30 thôi. Cố gắng lấy con này. Mục tiêu lấy con này là kết thúc cái sự kiện này là đẹp, vừa đẹp. Ok thì chúng ta sẽ làm gì đây? Ở đây thì có 5 người đang on. Mình sẽ chào anh em phát nhỉ. Hello anh em. Rồi, chào anh em phát. Ok. Có một số người xin mấy cục sale này. Không biết mình có cục sale này không thì cho họ thôi. Con này là con gì đây? Donate. Không biết con này mình có không ta?
mình không có con này nha, mình có thì mình sẽ donate cho họ. Hello anh em, mình sẽ xin một cái cục sale của con Brutogo. Mình cần 100 cục. Hiện tại mình đang có 48 cục sale rồi. Cứ để đấy đã. Và nó sẽ vào trong cái thuyền này xem cái team shop xem thế nào đây. Team shop thì mình đang có là 775 này. Khá ngon. 2,5k sẽ mua con này. 1,8k. Rồi cố gắng. Ơ, con này con mới à? Con này có legendary mới này. Uria. Con này General Uria, một chiến binh, nhìn đẹp thế. Con này con Pet Uria này. Con này thì tầm khoảng 600 coin. Đấy, Laser Chow. 1,5k này. Ui, ngon. Cái thằng vua sư tử này. Ngon ngon ngon, Legendary cái này là 900 này. Con này Epic à? Rokovan. 375 thì sẽ được 10 cục sale của cái con Legendary ở đây. Và đây là mình không cần con đấy. Nhìn chung có thể là Runner nữa. Runner cấp 7 này. Ngon vãi. Ok. Cảm ơn anh em phát. Rồi, mình đã xin được thêm một cục sale nữa. Rồi ok, chúng ta sẽ vào trong cái phần chiến đấu thôi nhỉ. Mình sẽ vào phần này và chiến đấu ở trong phần hầm ngục xem nào. Nó đã mở cái Nemesis hầm ngục chưa? Chưa có đúng không? Chưa có thì đây rồi, Nemesis đây rồi. Chiến thôi. Ồ, được 10 cái cục xeo. Ui 25 này. Nếu mình nạp VIP vào thì mình hoàn toàn có thể là chơi cái này 25 75 và thêm cái này là 10 nữa. Vấn đề là mình không có VIP. Vấn đề là phải có VIP cơ mình ta mới vào được. Yêu cầu là 3 con VIP để lấy cái cục ấy thôi. Nhưng mà con này khỏe phết đấy, không biết có ăn rồi không. Vấn đề là thế, sẽ thử xem nhá. Trong cái hầm ngục này phát. Chiến đấu Nemesis à. Đối đầu với con Nemesis này trông tởm vãi. Nó khỏe. Nhân 2 này. Nemesis đẹp quá. Ui, chấp 95 à. Cấp 95 thì quỳ, quỳ gối luôn thôi. Không thể nào mà đỡ được 95 đến 105 này level này. Thôi mình sẽ quỳ ngay cái quét này thôi, không thể nào mà đánh được. Bó tay rồi. Chúng ta đi lấy thêm một game thôi. Ok, nó sẽ đối đầu với một con Legendary, một con hệ nước. Và nó sẽ có khả năng extra stamina. Con này kháng stun và kháng daze. Ok, hai con đúng không? Chiến đấu, tiến lên. Chúng ta sẽ max stamina này. Búp đam lên. Búp đam cho anh em. Lên nào. Và như mình đang bật cái gì sao nó lag ấy nhỉ? Có vẻ lag ta. Hình như bật cái này nó lag này. Có đỡ lag không? Vẫn thế thôi. Chúng ta sẽ dùng chiêu này. Chiêu nào đây? Chiêu này đi. Chiêu này nó có thể hạ gục được hai con phía dưới. Mình muốn xem chiêu của con này như thế nào. Một bé này. Ôi giời, 667 máu à. Mỗi khi nó đánh ý, thì nó sẽ cộng thêm 50% đam. Khá ổn. Nhưng mình double đam cơ. Quỳ gối với thanh niên này. Rồi, tiếp theo sẽ là con này đúng không? Một chiêu này 6.900 máu. Bình thường sẽ được khoảng là 3.450 máu. Quay số nào. Quay số. Thì quái là sao ta lag nhỉ? Anh em có thể lấy nó lag không? Từ nha. Chúng ta sẽ cần phải chắc phải thoát ra thôi. Chắc nó lag thế nhỉ. Ok, nó sẽ thoát cái này ra cái. Tự nhiên nó lag kinh khủng vậy. Đây. Mình chắc cần phải khởi động lại cái giả lập này cái này. Giả lập này nó đang bị lag quá. Nó sẽ đợi một chút nha. Giả lập đâu nhờ. Đâu nhờ. Mình sẽ đợi một tí. Mình sẽ tắt cái này đi. Ok. Rồi đấy. Chúng sẽ bật lại cái NoX. Cái NoX này thì nó nhẹ hơn cái BlueStack. Nhưng mà thỉnh thoảng nó còn lag các kiểu. Tại vì nó. Tại sao ta? Không hiểu lắm. Chúng ta sẽ vào lại một chút.
Có khi mình còn chưa cập nhật cái driver cho cái card màn hình của mình nên nó bị lag, nó bị kích ra, nó đuổi ra. Sao thế nhỉ? Không được ta. Đây rồi, đang chạy rồi. Các bạn đợi một chút nha, cho sẽ mở và vào lại cái kia. Đây rồi, nó sẽ vào trong cái phần giả lập rồi. Và chúng ta sẽ vào lại phần Monster Legend nào. Để tiếp tục thôi. Đây là cái sự kiện đây, cái sự kiện đang diễn ra đây. Cái sự kiện là Gangs of Monster bao gồm những cái thằng gọi là Mafia, xã hội đen gì đó. Cái con này mình có rồi này. Con này chưa. Ông Trùm này. Ông Trùm chắc là rất là khỏe. Thuộc kiểu loại Legend. Mình có đứa này rồi, con này Epic. Nó chuyên búp thôi, con này chuyên đi búp các kiểu thôi. Và sắp tới sẽ có một con tay súng như kiểu là cái bọn gọi là bọn bọn quân ấy, bọn quân nó chuyên đi cầm mấy quả khẩu súng đi bắn nhau. Rồi nó sẽ đợi chút nha, nó sẽ vào ngay bây giờ đây. Đây đây vẫn là cái sự kiện là Nemesis thôi, không có gì cả. Nó sẽ tắt cái này đi này, vào phần hầm ngục nào. Hay là do trò này nhỉ, trò ra rất là nặng, mình chơi điện thoại nó còn giật cơ. Chúng ta sẽ truy cập vào cái hầm ngục game. Tiến lên ạ. Đấy, có vẻ là đỡ lag rồi đấy. Mình reset lại cái giả lập của mình một chút. Ok, và let's go. Tiến lên nào. Đấy, đỡ lag hẳn ra, đúng không? Nào, chúng ta sẽ tấn công vào con nào trước. Mình búp double dam lên. Tiến lên. 100% dam này. Rồi, chúng ta sẽ đập một con trước. Con này trước đi. À không, con này đã đập con này này. Tại vì nó đến lượt nó mà. Impact gì đây? Trừ stamina, may nó không đóng bằng rồi đấy. Khốn kiếp thật. Chết đi em. Rocko đi thề. Còn một con rùa. Chiêu nước à? Không thấm đâu em ơi. 100% dam này. Chiêu legendary. Sóc nó không được. Đánh miss rồi. Ok, chiêu này thì không cần để hồi. Ô. Thế quá là hai lần đánh miss ta. Chiêu này không ăn được. Chiêu này đi, stun. Ơ, cái gì vậy, sao nó khỏe thế? Nó chỉ kháng poison thôi mà. Hư cấu nhỉ. Thế quái là nó có thể là đóng băng lại. Ơ, anh mít hết à? Mình hết double dam rồi thì nó lại được tấn công này. Đánh mít đến tận 4 lần thì đúng bó tay rồi. Một đập này cuối cùng thì nó cũng chết. Mình đã tiêu diệt được nó. Victory một trận. Quay số nào. Ra cái gì đây? Chúng ta ra cái game. Ui giời, nó land đúng vào khi vị trí giữa. Được mỗi một cái team stamina cấp 1 thôi. Chúng ta cần phải 2 phát nữa sẽ đến được cái một viên game tiếp theo. Nó hơi khó nhỉ. 2 phát nữa kìa. Chỗ này thì chúng ta sẽ tấn công nó thôi. Một con thả mã chơi nhạc. Mình muốn xem skill của nó. Nhưng mà trước hết thì nó sẽ búp lên. Con này thì đúng là không đủ tuổi đấy như mình luôn. Quá yếu. Team này 100% đam. Musu 8k máu này. Mình đánh tầm được khoảng 12.000 máu. Đây, chiêu này thì cũng đủ có thể kết thúc rồi. 7k. Muốn xem con này nó đánh đàn thôi. À, nó chơi nhạc thôi. Hồi máu à, nó hút máu. 100% đam không chết được kìa này. Và sẽ giảm stamina của nó. 100% đam đây. Chiêu cuối con này ngon quá, không cần phải hồi này. Và đam rất là to luôn. Victory. Đấy, ra reset lại cái giả lập cái thì nó mượt ngay. Chơi kia nó lag quá. Là cái gì đây? Một cục vàng, 10.000 vàng. Có 10.000 vàng tiếp theo và sẽ đối đầu với con hải cẩu ở đây. Có đủ một trận nữa thôi, phải đợi hồi thì ta sẽ lấy được thêm một game nữa. Mỗi lần một game này. Một con thuyền epic cấp 52, một con rùa và một con quỷ băng. Rồi búp lên.
Team này thì mình muốn xem cái con thuyền này nó đánh kiểu gì thôi. Chứ còn kia thì nó rất là yếu. Chúng ta sẽ dùng chiêu gì đây? Chiêu này đi. Một đập, sao có tiếng nhở? Quái nào không có tiếng ta? Ok, à vẫn có tiếng mà. Mình tắt tắt nhạc đi thằng nào. Nó bị mất. Khá là hài. Rồi ok, ta sẽ đập dùng chiêu Legendary nhở. Chiêu nào đây, chiêu đầu, chiêu cuối. U có 11 máu đấy. Không để đập chết được đâu. Đam to không đập chết đâu. Thôi đã đập con rùa này thôi đi. Một con rùa này. Một con rùa này nó trâu máu quá. Gì đấy? Cái chuyện gì đấy? Nó hút à? Ô, nó được cái gì ấy? Hồi stamina. Đóng băng à? Ai cha cha cha. Cái con sên cưỡi con thuyền khá là hài. Nó kháng stun và kháng đóng băng nha. Rồi, nếu thế thì ok, sẽ đập con nào đây? Vấn đề đập con nào đây? Con này trước. Tiến lên nào, 100% đam đây. Chúng ta sẽ dùng để đập con thuyền này. Vỡ thuyền không được. Rồi ok, đập con này trước đi. Quỷ băng này về vườn. Con thuyền sẽ làm gì đây? Oh, stun này hay phết. Nó hình như có vừa có stun vừa có đóng băng thì phải, nhưng mà đam bé quá. Ui dồi ôi, hết đấy rồi. Hết double dam rồi. Miss. Đèn thế nhở. Legendary này, stamina. Ok, chúng ta thắng thêm một trận nữa này. Và mình sẽ quay số trúng thưởng thôi. Ra cái gì đây? Nó sẽ ra cái một cái bình potluck à? Cái tăng độ may mắn à? Không biết để làm gì. Thì nó sẽ ra và có thể là đánh thêm được một trận nữa ở trong cái phần lấy game này. Ở chỗ này chúng ta sẽ quay trở ra và mình sẽ chơi trong cái phần multiplay. Điểm như mình bị giảm rồi phải. Bên ngay hôm qua mình quên cho team và thủ bên ngay đánh cho mình này. Dập mặt. Mấy con này đánh cho dập mặt luôn. Cấp 100 thì thôi nha. Chain team. Team tấn công của mình sao nhìn nó cùi bắp vậy đã. Rồi, bao con 60 đây. Chiếc bọn này đây. Hai con cấp 40, một con cấp 45, một con panda cấp 45 và hai con ao long cũng như con bóng bầu dục cấp 40 trong này. Đấy, ao long kìa. Tấn công. Tốc độ chắc chắn nó sẽ chậm hơn mình rồi. Tôi đảm bảo luôn. Búp lên. Đánh thôi. Bia đam to rồi. Con nào thì cũng chết thôi, con này đi. Ồ. Mình quên mất là mình đang muốn xem skill con đấy. Giết ao long trước. Ao long. Ao long này, con rồng Trung Quốc. Để xem hai con này đánh như thế nào. Lướt hoàn đấm. Ôi chả mít. Nếu có bóng bóng dùng dùng lửa này. Trừ độ chính xác là 50% độ chính xác. Khá là hay. Ok, con này chết trước. Mình bị trừ 50% độ chính xác rồi. Không biết có ăn nổi không đây. May mắn thì ăn được, không biết ngay mà. Tỷ lệ xịt đã là quá cao rồi, bây giờ đánh còn mít nữa chứ. Đây. Này thì đánh này. Cho thăng thiên luôn, victory. Ok, chúng ta đã xong một trận này này, mình sẽ x ra thôi. Quay số nào. Quay số trúng thưởng nào. Mà nó sẽ ra cái gì đây? Game. Không được. Một cái runner strong cấp 1. Chúng ta tìm thêm trận nữa nào. 50 này. Con ngựa này, ui thôi con ngựa thôi, nó cấp 85 này thì thôi, thôi chịu rồi. Chúng ta sẽ đấu với team này thì đúng là một hit. Bao con epic. Cấp 40, 40 và 45. Đáng lẽ là cái hạng của mình phải được tăng lên là 2k chứ tầm cấp độ như thế này. Tại vì mình không để team thủ vớ vẩn quá. Mỗi điểm là rất là quan trọng. Ao long này 6000 máu. Đấy con panda, để con này xem skill nó như thế nào thôi. Đập nó. Hay lắm, 11k. Còn một con nữa.
không đến lượt rồi. Số nhỏ vãi. Ba thanh niên này số nhỏ, không đến lượt lượt của mình mà đánh. Chúng ta xong thêm trận này, chúng ta sẽ loát đinh và mình x ra cái quay số trúng thưởng. Quay số trúng thưởng nào. Game, game. Ui giời. Một phát nữa thôi là đến viên game rồi, 5 viên game rồi. Một trận cuối nào. Lại lên silver rồi. 100 100 100, 65 60 và 65 100 này. Đánh con này đi. Có một con epic kìa, một con pháp sư, hai con, một con R, một con epic nữa là một con bò. Tốc độ thế nào? Tốc độ nhanh thế nhỉ? Liệu có ăn được một phát không nhỉ? Đánh thử xem biết ngay. Đam to đâu? Ui, không ăn được. Có thiếu một tí kìa. Rồi mình sẽ tập trung đánh con khác. Chúng ta hãy giết chết hai con này trước này. Thằng siêu, thằng siêu, thằng siêu. Vẫn đều xuyên qua siêu được, đam to mà. Vỡ siêu này mà chết này. Đấy, ngon. Còn con cấp 65 là con panda. Lửa, 3000 máu. Thấm nha. Mình cố tình không dùng ấy đấy, không dùng đóng băng đấy. Rồi. Con nào trước, con này đi. Đừng đánh rốc continue mà được. Húc ai? À, tăng siêu cho mình. Bản thân là 100% đam này anh em. Đập nó một phát nào. 7000. Cái này là 6400 và cái này là 6100. 6100 yếu quá. Mình có 4000 thôi tại vì nó có siêu mà. Mình hết skill à? À, đóng băng phát. Thằng này thì hết đam rồi. Hết đam thì mới có thể bổ được. 5k máu. Ok, và chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp anh em trong tập kế tiếp của Monster Legend. Bye bye.